Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang dành thời gian cho bản tin kinh tế tài chính. Bản tin hôm nay có một số tin tức đáng lưu ý sau đây. Mời quý vị cùng điểm qua trước khi theo dõi phần nội dung chi tiết. Tìm giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp vận tải biển. Đã đến lúc sợ thuế thu nhập cá nhân khi mà chi phí cuộc sống ngày càng tăng, trong khi thu nhập thực tế lại ít hơn. Trong phần tin tài chính thế giới, kinh tế Mỹ chứng kiến dấu hiệu suy thoái mới. Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ vừa chỉ đạo các bộ ngành liên quan nghiên cứu giải pháp khắc phục khó khăn và hỗ trợ doanh nghiệp vận tải biển. Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với Bộ Công Thương, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và các cơ quan đơn vị liên quan tiếp tục chủ động làm việc với các ngành hàng, nhất là các đơn vị có lượng hàng vận chuyển, xuất, nhập khẩu lớn để trao đổi thống nhất các biện pháp cụ thể nhằm ưu tiên tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp vận tải biển trong nước nâng cao thị phần vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu. Hướng dẫn các đơn vị sử dụng các nguồn vốn đầu tư phát triển đồi tàu, đôn đốc đẩy nhanh quá trình cổ phần hóa, tăng cường liên doanh, liên kết với các đối tác trong nước và nước ngoài để đa dạng hóa nguồn vốn, tăng hiệu quả đầu tư, phát triển vận tải biển của Việt Nam. Thêm vào đó, tổ chức nghiên cứu xây dựng cơ chế chính sách khuyến khích phát triển giao thông vận tải hàng hải, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý 1 năm 2020. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành thông tư số 06 hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI vào Việt Nam. Với vấn đề chuyển vốn, lợi nhuận và nguồn thu hợp pháp ra nước ngoài, thông tư quy định nhà đầu tư nước ngoài phải chuyển vốn ra nước ngoài thông qua tài khoản vốn đầu tư trực tiếp, bao gồm các trường hợp vốn đầu tư trực tiếp khi giảm vốn đầu tư, chuyển nhượng dự án đầu tư, kết thúc, thanh lý, chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư, hợp đồng hợp tác kinh doanh BCC, hợp đồng PPP theo quy định của pháp luật về đầu tư, tiền gốc, lãi và chi phí vay nước ngoài, lợi nhuận và các nguồn thu hợp pháp liên quan đến hoạt động đầu tư trực tiếp vào Việt Nam. Theo Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công Thương, nửa đầu năm 2019, Việt Nam đã nhập hơn 75.000 ô tô các loại, tăng 5 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Do thuế nhập khẩu ô tô từ ASEAN về Việt Nam giảm về mức 0% nên nhập khẩu ô tô từ khu vực này tăng mạnh. Ngoài ra, sau một thời gian bị chững lại do những quy định của Nghị định 116, các doanh nghiệp nhập khẩu và hãng sản xuất đã đáp ứng được các yêu cầu của Nghị định, đặc biệt là vấn đề giấy chứng nhận kiểu loại VTA. Vì thế, các doanh nghiệp gia tăng nhập khẩu để bù vào lượng xe nhập khẩu giảm của năm ngoái. Nắng nóng kéo dài trong thời gian qua đã làm cho nhiều diện tích cây thanh trà trên địa bàn huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh trưởng và phát triển, dẫn đến tình trạng mất mùa, gây thiệt hại lớn cho bà con nông dân. Huyện Phong Điền hiện có hơn 270 ha cây thanh trà. Đây là một trong những loại cây chủ lực mang lại thu nhập ổn định cho người nông dân. Nếu thời tiết thuận lợi, mỗi hectare thanh trà cho thu nhập từ 150 đến 180 triệu đồng một năm. Nhưng năm nay, do thời tiết nắng nóng bất thường, sản lượng thanh trà giảm 50%, có nơi tới 70 đến 80%. So với năm nay thì nó mất mùa lớn. Một về đầu vụ là ảnh hưởng với rét, ra hoa bị rụng, cuối vụ bị hạn hán. Do đó cây không phát triển, trái không phát triển. So với có những của các năm về trước giảm mất 50%. Chúng tôi thấy đây là một cái điều kiện khắc nghiệt về đời sống của xã viên. Trong sắp tới, chúng tôi mong muốn làm như thế nào đó đề nghị cấp trên. Một, giúp về vấn đề bình chảy gom chả nhựa. Thứ hai, về hỗ trợ về vấn đề cây giống để đảm bảo trong vấn đề tương lai. Vì đây là một cái trụ lực của hợp tác xã chúng tôi. Toàn tỉnh Thừa Thiên Huế có trên 850 ha trồng thanh trà. Việc thanh trà mất mùa không chỉ gây thiệt hại kinh tế đối với mỗi hộ nông dân mà còn ảnh hưởng tới thương hiệu thanh trà Quế đang rất được ưa chuộng trên thị trường. Người trồng thanh trà chỉ còn hy vọng giá bán tăng cao cho mất mùa để bù đắp phần nào thiệt hại do thời tiết. Thưa quý vị và các bạn, luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi có hiệu lực từ năm 2013 đến nay đã 6 năm. Giá cả hàng hóa dịch vụ thiết yếu thì tăng liên tục, nhưng mức thuế thì vẫn như vậy, chưa có sự thay đổi. Giá cả tăng, chi phí cuộc sống tăng lên thì thu nhập thực tế rõ ràng sẽ ít hơn, mà thuế thu nhập cá nhân chưa điều chỉnh sẽ khiến tiền chịu thuế của người dân đang cao hơn. Vậy đã đến lúc cần sửa đổi luật thuế này chưa? Mời quý vị cùng theo dõi phản ánh sau đây. Hiện mức thu nhập của chị Phan Thị Ngọc Thúy, một nhân viên văn phòng tại Hà Nội là 14 triệu đồng một tháng. Số tiền này chỉ đủ cho chị trả tiền thuê nhà, chi tiêu và cho con ăn học mà không còn để tích trữ dự phòng. Trong khi đó, hàng tháng chị vẫn phải nộp một khoản thuế thu nhập cá nhân. Đang tính là 9 triệu là bản thân và 3,6 triệu cho một người phụ thuộc. Thì thực ra là nếu mà tính theo cái chi phí giá cả hiện tại bây giờ thì cái 3,6 triệu đấy không thể đủ cho chi trả cái chi phí cho con cái, các khoản học hành hay là ấy được. Luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi có hiệu lực từ năm 2013. Tính đến thời điểm này, sau hơn 6 năm áp dụng, CPI đã tăng xấp xỉ 24%. Hết năm nay dự kiến tăng khoảng 26%, trong khi đó các ngưỡng chịu thuế vẫn được giữ nguyên. Rõ ràng chi phí cuộc sống đã tăng lên, thu nhập thực tế sẽ ít đi, khiến cho số tiền chịu thuế lớn hơn. Có thể đây là lý do mà nhiều người lao động muốn lẩn tránh kê khai thu nhập để tránh thuế. Nhà nước quan tâm hơn với cái chế độ cho người lao động và tăng cái phần mà giảm trừ gia cảnh lên để đảm bảo cái việc rằng là tất cả các cái cá nhân người lao động là thực hiện đúng chính sách là nộp thuế thu nhập cá nhân. Thì hiện tại bây giờ là với cái mức mà giảm trừ gia cảnh đấy nó thấp. Ở góc nhìn khác, Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Xuân Trường lại cho rằng khi thiết kế luật ngưỡng giảm trừ đã được tính dự phòng nên việc giá cả biến động đều nằm trong tính toán. Cái mức giảm trừ chúng ta thiết lập so với thông lệ các nước trên thế giới là chúng ta thiết lập tương đối cao, bởi vì là thông thường là cái mức giảm trừ là người ta tính căn cứ vào GDP bình quân đầu người. Đấy. Một số người bây giờ ấy thì để cứ lấy cái mức sống của đô thị để mà so sánh là nó không phù hợp. Luật thuế thu nhập cá nhân có quy định mở, trường hợp CPI biến động trên 20% so với thời điểm luật có hiệu lực thi hành thì chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh để áp dụng cho kỳ tính thuế tiếp theo. Do vậy, nhiều công chức nhân viên văn phòng như chị Ngọc Thúy có mong muốn được điều chỉnh lại mức giảm trừ gia cảnh hợp lý hơn. Thưa quý vị, vào mùa lễ Vu Lan, ngay từ những ngày đầu tháng 7 âm lịch, trào lưu ăn chay đã bắt đầu tăng nhiệt. Nhiều cửa hàng chay nổi tiếng ở Hà Nội vào giờ cao điểm hầu hết đều kín chỗ. Các cửa hàng bán thực phẩm chay cũng đắt khách. Nếu như các nhà hàng chay bình dân, các món chay được chế biến khá đơn giản, chủ yếu là rau, dưa, đậu, cơm thường, cơm gạo lứt với mức giá trung bình từ 30 đến 35.000 đồng một suất, thì tại các nhà hàng có tiếng các chủ quán đều chú trọng đầu tư món ăn vừa chất lượng vừa bắt mắt để hút khách. Vì thế góp mặt vào thực đơn còn có nhiều thực phẩm chay được chế biến theo lối giả mặn với mức giá khá cao. Lúc chúng ta mở cửa thì nhà hàng vắng khách nhưng dần dần thì đông khách lên rất nhiều. Nhiều người khách hàng sẽ đến ăn chay rất nhiều. Ăn chay mình cảm thấy nó ngon và cũng thấy rất thoải mái, nhất là ăn xong thì mình cảm thấy người nó nhẹ nhõm thoải mái chứ không như là mình ăn đồ mạnh. Không chỉ là bán các suất ăn chay, nhiều nhà hàng cũng phục vụ nhu cầu cúng mâm chay của người dân, dịch vụ về cỗ chay, làm mâm cơm chay theo đơn đặt hàng ngày càng nhiều. Cỗ chay có thực đơn phong phú với giá cả hợp lý, với từ 600 đến 3 triệu đồng, khách hàng đã có một mâm cỗ chay ngon, đầy, đặn, đẹp mắt, sang trọng, thực đơn từ 9 đến 13 món. Những lượng khách mà người khách hàng quan tâm đến những cái món ăn chay hay mâm cỗ chay đem về cúng tổ tiên hay là ngày lễ rằm là xu hướng của bây giờ là rất là đông. Như nhà hàng chúng tôi cũng có thể là phục vụ những cái mâm cỗ là rất là bình dân. Trong khi đó, nhiều bà nội trợ chọn giải pháp tự chế biến món chay tại nhà, vừa đảm bảo vệ sinh lại tiết kiệm được chi phí. Vì vậy mà các siêu thị, các cửa hàng chuyên bán đồ chay mùa Vu Lan khá bán chạy nguồn nguyên liệu chay. Nhu cầu mua các cái đồ ăn chay nó tăng lên rất là nhiều trong tháng 7. Do mọi người là hay nấu đồ cỗ ăn chay thì những cái sản phẩm, những cái đồ thực phẩm chế biến sẵn thì là mọi người hay sử dụng. Với cả có một điều đặc biệt là tại nhà hàng chay Tân Mai Lạc của bọn chị là bọn chị bán những các sản phẩm chay thực dưỡng, thì là những cái đồ gia vị để liên quan đến đồ chay thực dưỡng là mọi người đã biết đến và mọi người dùng rất là nhiều. Vài năm trở lại đây, các loại đồ chay giả mặn đều được chế biến đóng hộp sẵn rất tiện lợi. Đối với các món chay giả mặn, phụ gia chính là chất định hình để tạo hình cho giống các loại thịt cá. Đây là những chất được bán trôi nổi trên thị trường và phần lớn không có nguồn gốc rõ ràng. Nếu muốn ăn chay, người tiêu dùng nên sử dụng những thực phẩm tươi như rau củ và hạn chế thực phẩm giả mặn để tránh được những nguy cơ sức khỏe khó lường trước. Tin kinh tế tài chính thế giới. Thưa quý vị, theo kênh CNBC, lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm hiện đang rất gần với kỳ hạn 2 năm và chỉ chênh lệch nhau khoảng 0,13%. Nếu mức chênh lệch này xuống âm hay còn gọi là hiện tượng đường cong lợi suất đảo ngược thì nền kinh tế Mỹ sẽ đối mặt với một tín hiệu suy thoái khá rõ rệt, bởi hiện tượng này đã xuất hiện trước mọi giai đoạn suy thoái của Mỹ trong vòng hơn 40 năm qua. Bất chấp những tín hiệu kém lạc quan về nền kinh tế, chứng khoán Mỹ vẫn đang nỗ lực phục hồi sau khi sụt giảm mạnh hồi đầu tuần. Các chỉ số chính đều mang sắc xanh phiên đêm ngày 8 tháng 8. Chỉ số công nghiệp Dow Jones đóng cửa tăng gần 400 điểm, tương đương khoảng 1,4%. S&P 500 và Nasdaq ghi nhận mức tăng lên tới xấp xỉ 2%, giúp S&P 500 phục hồi về trạng thái đi lên tính từ đầu tuần này. Các hãng công nghệ được xem là nhân tố chủ chốt của phiên này khi cổ phiếu tăng vọt 3% trong phiên. Theo một báo cáo do chính phủ Nhật Bản công bố, kinh tế Nhật Bản tăng trưởng trong 3 quý liên tiếp. Đây là tín hiệu tích cực đối với nước này trong bối cảnh căng thẳng thương mại Nhật-Hàn chưa hạ nhiệt. Báo cáo cho biết tổng sản phẩm quốc nội GDP của Nhật Bản trong quý 2 tính từ tháng 4 đến tháng 6 tăng 0,4% so với quý trước đó. Tiêu dùng cá nhân chiếm tới gần 60% GDP của nước này, tăng 0,6%, trong khi chi tiêu cho xây dựng và mua sắm trang thiết bị tăng 1,5% và đầu tư công tăng 1%. Báo cáo nhấn mạnh về mặt danh nghĩa, kinh tế Nhật Bản đã đạt mức tăng trưởng hàng năm 1,7% và 0,4% riêng trong quý 2. Tòa phúc thẩm số 9 Liên bang Mỹ đã phán quyết Facebook đang lưu trữ dữ liệu khuôn mặt thu thập của hàng triệu người dùng mà chưa được sự đồng ý. Mới đây, mạng xã hội số 1 thế giới đã lại phải đón nhận tin xấu xoay quanh công nghệ nhận diện khuôn mặt của hãng. Với 3/3 phiếu thuận, Tòa Phúc thẩm số 9 Liên bang Mỹ đã phán quyết rằng Facebook đang lưu trữ dữ liệu khuôn mặt thu thập của hàng triệu người dùng mà chưa được sự đồng ý của họ. Vụ kiện này đã bắt đầu từ năm 2015 bởi một nhóm người dùng tại bang Illinois liên quan đến tính năng gợi ý đánh dấu bạn bè trên ảnh của người dùng. Phán quyết này cũng được đưa ra không lâu sau khi Facebook phải chịu án phạt 5 tỷ đô la Mỹ từ giới chức Mỹ do xâm phạm dữ liệu người dùng. Đến đây, thời lượng của bản tin kinh tế tài chính cũng xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin sau.